Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Trong clip này mình sẽ làm về vị tướng Violet. Đối với Violet, thời điểm hiện tại là một vị tướng được sử dụng rất là nhiều, kể cả trong đấu rank hay là trong đấu giải, và kể cả mức rank thấp hay là mức rank cao. Bởi vì vị tướng này thì sở hữu đó là lối chơi khá là dễ. Thứ hai nữa, cái lượng sát thương của vị tướng này thì trải dần, trải đều ở giai đoạn đầu đến cuối á. Thì trong clip này mình cũng sẽ trình bày cụ thể dành cho anh em về chất tướng Violet, cũng như trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho vị tướng này. Nhưng mà ở trận đấu này thực tế á, thì mình lên cái bảng ngọc hơi sai một tí rồi, chưa kịp chỉnh anh em ạ. Chưa kịp chỉnh bảng ngọc nên là vào trận thì pick bảng ngọc không có hút máu ấy, nên là khả năng hồi phục của mình ở giai đoạn về sau thì sẽ hạn chế hơn. Nếu mà anh em lên thì anh em lên cho mình dành cho Violet tem mình gọi là 3 đến 4 viên hút máu nhá. Còn trận đấu này thì mình chưa kịp chỉnh á, thì đã đó là vào game rồi, nên là cái lượng đám của mình thì cũng sẽ tốt hơn, nhưng mà cái độ hồi phục thì sẽ hạn chế hơn đấy. Đặc biệt là giai đoạn cuối trận thì không có ngọc hút máu, thì việc anh em đó là phải biến về, và khả năng gọi là hồi máu sẽ hạn chế hơn. Tất nhiên thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều, chỉ ảnh hưởng nhất đó là cái khả năng anh em gọi là tái giao tránh sẽ hạn chế hơn tí. Ở trận đấu này thì mình đối đầu bên kia là một vị tướng xạ thủ Erin. Erin thì cũng khá là khỏe, đặc biệt là nếu mà solo á, khi nó có chiêu cuối rồi thì cũng khá là khó chứ không phải là dễ, bởi vì cái lượng đám của mình thì không thể sốc đám được nó, mà nó sử dụng chiêu cuối thì nó có thể gọi là xả ra thương liên tục vào mình, nên là khi gặp Erin thì anh em cấu rỉa dành cho mình nhá. Bây giờ thì chỉ có mỗi mình ở đây thôi. FP té mình là Vira thì đã đó là nãy giờ thì cũng đi đảo gánh rồi, nên là chỉ khi mà kiểu FP đi đảo gánh như vậy thì chắc chắn là anh em phải ôm rồi. Và các lên khác thì sẽ có lời thế hơn, còn đối với mình thì chắc chắn là mình sẽ ôm trụ. Nhưng mà bây giờ té mình địch 2 người chứ té mình địch mà 3 người là phải về hỗ trợ mình, chứ không chỉ là mình đẹp không nổi đó. Một mình mà là xa thủ thì đẹp không, không thể đẹp nổi trước sự sát thương của 3 người, tem mình có thể bắn phù chơi mình luôn á. Trận đấu này thì đội hình của tem mình máu dày của anh em ạ, Vira đi FP thì cũng được, nhưng mà không có tánh cơ thì sẽ khó chơi hơn. Đặc biệt giai đoạn V6 mà Alit nó quá cái dòng chảy thời không quạt nửa thì thôi xong luôn á, mất nửa lượng máu là chuyển thương. Mình đi trận đấu này không lên đôi giày du mục mà sẽ lên đôi giày kiến cương để kháng hiệu khống chế. Ôi pha này hay này, kết liễu bước băng chiêu cuối này, hay quá. Một pha zone combo đến từ Vira và mình cũng zone combo nữa, và tiễn sao thủ tem địch lên bảng điểm số. Vira điểm mạnh thì có khả năng làm choáng, bên cạnh đó thì zone sát thương cũng tốt. Nhưng mà điểm yếu khi đi SP thì mình đã nói rồi, đó là giai đoạn cuối trận thì sẽ hơi khó ấy, đặc biệt là không có tánh cơ. Về thế trận hiện tại thì nói chung hai bên thì cũng đã khá là hòa hoãn thôi, chưa có bên nào gọi là lợi thế lớn cả. Ở khu vực đường ta thân thì cuộc đối đầu giữa Elron và Á Thú thì nói chung keo đó thì có lẽ là cũng 50-50 thôi. Rồi, ôi pha này hay đấy, xả thật thương luôn này. FP tem mình còn tí máu, rất may là vẫn lui về được anh em ạ. Đối với Vira thì khả năng zone sát thương đến mục tiêu cực kỳ là tốt. Đối với Violet thì anh em thấy thì mình luôn luôn đó là lâu lâu cứ lôn bắn phạt vào trụ của tướng đích, thứ nhất là cầu máu, thứ hai để tích thêm đó là lượng vàng đến từ phù hiệu lên kiếm. Và bây giờ thì chắc chắn là cái trụ này sẽ thuộc về team bên mình này, có trụ rồi anh em ạ. Khi mà đẩy được đó là xạ thủ và FP của tem địch lui về thì lấy luôn được cái trụ ở khu vực đường sông. Có ai hỗ trợ mình không nhỉ? Chứ tầm này mà
Erin cũng như nó lít quáng lên dòng chảy thôi không, và Erin sử dụng chiêu cuối phát là mình khó giữ cái trụ, không biết có giữ được hay không này. Ok, chiêu hai này, chiêu cuối này. Ok, mình sẽ lấy nó là bắn lính nhá. Bắn lính. Có ai hỗ trợ mình? Mình tính gọi là cần hỗ trợ. Nhưng mà hiện tại thì chưa thấy gọi là rừng té mình đâu cả. Ui, thôi xong rồi, pha này mình tốc biến lui về. Ui, mình có tốc biến, nó cũng có tốc biến. Xong rồi anh em ạ, lên bảng điểm số và cái trụ cũng không giữ được luôn. 7-7 dành cho hai bên. Ôi, Zuka tay mình bây giờ mới thấy lên khu vực đường sâu. Nãy giờ cánh đường ta thân hơi nhiều bạn ơi. Ở khúc đường ta thân thì tí bên mình cũng phải lên bảng điểm số. Ôi, một phá giáo tránh thua cả ba lén luôn. Đường mịt cùng lên bảng điểm số, đường rông cũng lên bảng điểm số và đường ta thân cũng lên bảng điểm số. Hơi căng. Về chất tưởng của Tem Endic thì ở giai đoạn đầu trần thì cũng có những chất tưởng khỏe và cỡ đồng như kiểu Nagrok. Còn giai đoạn cuối trần thì như kiểu Alex Carissi rất là khỏe, à thú thì trâu bò nữa. Thì bây giờ thì chắc là dọn dẹp 6 đám lính này rồi mình sẽ lui về nhá, tránh trường hợp gọi là bị Tem Endic bắt. Ở trận đấu này thì mình không có bảo kê nên nó chủ yếu là tự thân vận động là chính. Không có tánh cớ bảo kê nên là phải gọi là di chuyển cẩn thận xíu, chứ không có người check map thì rất là khó để đánh á. Rồi, đáng thấy đó là tâm nhìn của Carissi tím dịch. Rồi, pha này thì bắt luôn Carissi đấy, chạy đấu và Carissi lên bảng điểm số. Ở khu vực đường ta thân thì Zuka đang solo với Na, nhưng mà với sự trợ giúp đến từ Alex nữa. Và Zuka tới mình cũng gọi là về tế đàn điểm số rồi. Mình thì tận dụng cái khoảng thời gian đó lấy được cái trù ở khu vực đường giữa. Vậy là cũng một pha khá là thành công. Bây giờ không biết có ăn Alex hay không này. Rồi, Alex đấy. Chiếu cuối nhưng mà không được rồi anh em ạ. Thôi chắc 36 kế lùi về là thường sạch thôi. Natalia tính mình thì cũng bị tém địch hà cũng rồi, hơi khó nha. Tém mình máu giấy quá, kiểu là Erin nó mà sử dụng chiếu phạt là bay mau ấy, chắc chắn sử dụng chiếu cuối phạt là trúng người nào là người đó bay mau, bởi vì máu giấy quá ấy. Thì trận thì cũng đang cắn keo dành cho hai bên thôi. 10-11 dành cho hai bên vẫn đang rất là cắn. Nhưng mà về chất tưởng thì cuối trận Tem Endic khỏe hơn team bên mình á. Rồi, Na team bên mà bắn vào này. Ôi, pha này kết liễu bằng chiêu cuối con tí máu kia. Một chấm chấm máu đến từ Na team bên địch nữa. Rồi, chắc chắn thì pha này sẽ đó là có cái trù anh em ơi. Hiện tại thì đang thấy tâm nhìn Na khá là thấp máu. Cái trụ đường dừa thì thể lĩnh cũng đáng tốt. Nhưng pha này thì chắc không được rồi. Bị tém mình thì một lần nữa lại bị bắt. Một quỷ hậu cú hất túng, một cú mưa sau bắn. Mà tiền đó là vị trí Natalia tém mình điểm số rồi. Cắn đấy. Bên này ăn được màng thì bên kia lại ăn được màng. Rồi pha này Vira tưởng là đủ tâm để choáng được phạt nhưng mà không choáng được nên là thôi lùi lại đây anh em ạ. Về phần chiêu thức của Violet là một chất tưởng dễ chơi nhá. Chiêu thứ nhất anh em lồn lên và bắn ra đó là viên đạn gây sát thương thôi. Chiêu thứ nhất anh em không có khả năng định hướng, có mục tiêu là anh em sẽ xả sát thương. Chiêu thứ hai anh em định hướng vào vùng chỉ định trúng thì sẽ gây sát thương làm chậm tốc độ di chuyển của mục tiêu. Chiêu cuối anh em cũng sử dụng theo hướng chỉ định, bắn trúng mục tiêu thì sẽ gây sát thương và tâm của chiêu cuối thì rất là sát. Anh em có thể kết liễu đối phương từ xa được, giống như lúc này mình kết liễu Erin của Tem Endic ấy. Nói chung về chất tưởng Violet thì khá là đơn giản dễ chơi thôi. Đặc biệt thì khi lồn chiêu 1 sóng thì anh em bản thương dành cho mình nhé. Đòn bản thương thì giúp giảm thời gian hồi chiếu của chiêu 1 á. Rồi, hiện tại thì á thú này khá là thấp máu này. Ui, không được rồi anh em ạ. Rồi, mình sẽ đó là lui lại. Rất may là pha này vẫn ăn được mạng của Na anh em ạ. Hên quá.
Tình huống đó thì tưởng ăn được mạng của Á Phú nhưng mà cuối cùng thì lại không ăn được. Nhưng mà não ở tay mình bàn đầy cái máu lại và bị viết ra tay mình xả thật thương thêm mình nữa. Một cú choáng hợp lý và mình thì cũng tốc biến lui về kịp thời. Ván được mạng của Na Tim Biên Đích. Và trao đổi thì cũng chỉ gọi là 1-2 thôi. Ô, pha này Á Phú đuổi theo mình à, chiều 2 làm chậm này. Thì chiều 2 thì anh em quăng vào vùng chỉ định thì có thể làm chậm mục tiêu nhá. Rồi, pha này thì Vira tay mình lại hỗ trợ nữa. Thấy Vira phạt Á Thú quay xe liền. Ở trận đấu này thì mình không lên ngọc hút máu anh em ạ. Nói chung lỗi một tí ở giai đoạn đầu trận ấy. Mình quên là không chỉnh về phần ngọc. Thế là không có ngọc hút máu ấy. Thế là khả năng hồi phục của mình hạn chế cực kỳ luôn. Mà Violet thì cũng không thích hợp lên cái quỷ kiếm hút máu cho lắm nữa. Nên là thôi chấp nhận gọi là ít hút máu tí. Tất nhiên thì cái lượng đám của mình cũng sẽ tốt. Bây giờ thì bùa sánh của tém địch thì vẫn còn. Cướp luôn bùa sánh của Ná này, hay quá. Ăn được bùa sánh của Ná rồi anh em ạ. Bùa sánh trong dành cho Natalia nữa thì spam chiếu càng tốt. Nhưng mà tôi xong rồi. Một lần nữa thì Natalia tém mình lại bay mau tiếp rồi. Ná tém bên bàn thì khép góc đình bắt nhưng mà không thành công. Và này núp đấy này để xem có ai đứng ở di chuyển giá nhá. Chắc chắn sẽ có người ná. Ui khốn thế, bắt xa thủ tém đi. Ui choáng vào ông kia rồi. Pha này đang solo cứu. Ăn được cái màn chấm dứt của xa thủ tém đi. Nhưng mà xa thủ của tém đi thì cũng ăn được cái màn chấm dứt của mình. Hai ông xa thủ gọi là ngủm củ tỏi luôn. Và đó bao viết ra tém mình choáng được xa thủ tém đi phát là ngón. Còn choáng á thủ thì không ăn thua. Rồi, Elrond của tém mình thì cũng đã bị bốc hơi rồi, 162. Ui, ông Elrond thọt thế. Lên phun đám nữa, hèn gì mà bốc hơi nhanh thế. Elrond kiểu mà thọt như vậy thì nên lên theo thiên hưởng semi anh em ạ. Vừa có đô thủ, vừa có đó đô công thì sẽ hợp lý hơn. Chứ lên toàn phun công như vậy thì trước kịp bổ cái tay đài đào thì đã bị đối phương gọi là cho về tế đàn rồi. Bây giờ đi về thị trấn thì đây là đáng thuộc về tín bên địch tí. Violet thì được cái ở giai đoạn phía sau thì cũng không đáng ngại cho lắm, vẫn đủ cái lượng sát thương. Carissi tém địch chơi hay nhá, anh em thấy thì mấy phá Carissi tém địch hất tung và combo rank chuẩn luôn. Và này ui ăn được Carissi đây này. Ngon anh em ạ, Natalia tém mình nãy giờ bị Carissi tém địch hành hơi nhiều rồi. Kết liễu đối phương bằng chiêu cuối hay quá. Ngon rồi, pha này giao tránh được tốc biến chơi luôn, xa thủ tém bên địch. Nó tiện 1, 2, 3, 4 người tém địch lên bảng điểm số. Hay đấy anh em ạ. Một pha combat chuẩn chỉ, tất nhiên thì ở thế thiếu người. Nhưng mà tém bên mình combat pha đó cực kỳ là đẹp luôn. Thì tém bên địch thì ăn được con ta thân xế giá. Ui, pha này không được rồi anh em. Ui, tôi xong rồi. Bia thu bổ cái công lý phản quyết vào đâu và lên bảng điểm số rồi. Tình huống đó lui về nhịp đầu là hợp lý hơn đấy. Mình đang lao lên lấy cái trù nữa nhưng mà cải kết đi. Bởi vì Temendic á thu nó rất là trấu. Dồn combo thì không thể là kết liệu được nó. Bên cạnh đó Temendic cũng ăn được con đề ta thân xế giá nữa. Nhưng là càng khó. Á thu của Temendic nhảy đen. Carissi tém địch tốc biến đình bắt vào bị tém mình nhưng mà không thành công. Bật quả cầu băng sướng để áo nháy đó là rú cá của tém mình. Elrond của tém mình lao lên nhưng mà chưa kịp làm gì thì đã phải lên bảng điểm số. 173 ông này lên phun đám bốc hơi nhanh quá. Hiến phun đám nên là ra chưa kịp làm gì thì đã bị bay mau rồi. Một trận đấu thì cũng khá là căng dành cho hai bên. Bây giờ thì ta thân sẽ ra con 17 giấy được xuất hiện này. Tâm này thì cố gắng gọi là đừng có bị bắt lẻ nữa để combat ở hàng ta thân. Điểm yếu của team mình là khó có người check map được. Elrond mà lên tank thì có thể lên check được thì Elrond không lên tank thì cũng hơi khó.
ở khu vực đường rồng thì tem đi cùng bắn trụ và ăn được luôn màng của Zuka thì bên mình rồi. Pha này thì khá là thấp máu đến tư Alex và ăn được màng của Alex sử dụng luôn, đó là chiêu cuối vừa dọn dẹp lính vừa gây sát thương vào tướng địch, nhưng mà lượng máu của mình thì cũng không còn được nhiều nữa. Bây giờ thì ta thân dây ra thì chắc chắn thuộc về quyền kiểm soát team bên địch khi mà team bên mình thì đã phải lên bảng điểm số 2 người. Kéo rôn chơi phạt phun tánh luôn, à phun đám luôn, ghê. Thực tế thì phun đám như vậy nếu mà kéo rôn bổ cái tay tay đài đáo đẹp phạt á, thì khiến một người bốc, khiến team địch bốc hơi luôn. Nhưng mà quan trọng nhất đó là có bổ được hay không, đó là một mấu chốt của vấn đề ấy. Bây giờ thì ta thân xế giá đã thuộc về team bên địch rồi. Sau khi Afu check map tình huống này thì Natalia thấy mình lại lên bảng điểm số. Mình máu thì cũng rất chết là thấp, phải tốc biến lùi về. Hiện tại thì Elrond team mình đang đẩy lẻ anh em ạ. Thì mình và Vira sẽ cố gắng thủ trụ nhá. Thế lính hai đường này thì đang lên khá là cao. Ok, sẽ cố gắng đó là thủ cái trụ này, bởi vì tem đi có ta thân xế giá của thứ mèo 15 thì sẽ cực kỳ là khỏe. Rồi, khá là thấp máu kìa. Khá là thấp máu đến từ team Enix. Ôi, Elrond timing hay kìa, lấy được đó là cái trụ đường lính siêu cấp rồi. Nhưng mà chắc có lẽ là cũng không thể lùi về được. Nhưng mà hay đấy anh em ạ, vừa đẩy thì lính lên cao cấu kéo được hai người của tem đi về. Vậy là ổn rồi. Nói chung tầm này thì cũng không đòi hỏi nhiều đó là Elrond nữa, chỉ cần là như vậy là đủ rồi á. Cấu kéo được và tính bên mình thủ trụ một cách an toàn. Và này không biết có bắt được ná hay không này, ná chắc là lùi về rồi. Mình bây giờ thì cũng có giáp hưu mạnh rồi, có thể bán lên cái liêm đặt mạnh nữa, nên là cũng không sợ tém đi sốc đám cho lắm ấy. Đặc biệt như ná thì bây giờ kể cả đó là solo kill thì chắc là mình cũng không ngại cho lắm. Phải chăng thì chỉ sợ gọi là tím bên địch gọi là zone sát thương. Ná tay bên bàn thì đang tích cực đẩy lẹ. Rồi pha này thì ui một cú hố gió đẹp kia, và khiến ná tay bên bàn gọi là bốc hơi luôn. Ná cuối trần thì đám cực kỳ là yếu ấy, nên là không đáng ngại nhá. Rồi bây giờ thì có giáo tránh Crazy tém địch bật đó là bắn xuống, ăn được màng của mình tém mình, nhưng mà cũng bị mình tiền lên bảng điểm số có cái búa sánh dưới chấn nữa thì chơi cực kỳ là thích luôn rồi, chơi luôn này. Mình đã còn giáp hồn mình bán liên liệp đập mình quay trở lên đó là chơi luôn team bên địch. Ok, ăn được một người rồi. Và này thì sử dụng đó là chiêu cuối này, kết liễu này. Anh em thấy tâm chiêu cuối rất chứ là xá, và ăn được cái màng chấm dứt của á thú rồi. Có lời thế đấy, nói có lời thế thì không phải, chứ bây giờ bắt đầu là ổn rồi. Nhưng mà điểm yếu của mình đó là anh em thấy lên cái bảng ngọc hơi chết xoàn được cái bảng ngọc ấy, không có hụt máu nên là khả năng hồi máu kém quá. Đáng lẽ là bây giờ bắn vai phạt là hồi phục máu tốt rồi. Nói chung lên quỷ kiếm thì nó sẽ hơi yếu, có hụt máu nhưng mà hơi yếu. Lên build đồ này thì cái lượng đám của anh em sẽ tốt. Tưởng không căng mà căng không tưởng, 18 phút trôi qua rồi. Về phần trang bị thì mình sẽ lên những món đồ như sau. Đầu tiên thì dây kiến cương kháng hiệu khống chế. Thứ hai thì thành kiếm chí mang. Món đồ thứ ba thì vũ thúng tan tốc đánh chí mang. Món đồ thứ tư thì đó là diệt thân cú xuyên giáp. Món đồ thứ năm thì sẽ lên cây nánh, gia tăng thêm 200 công vật lý, máu đối phương dưới 50% máu chịu thêm 30% thương. Và cuối cùng giáp hồ mình để đảm bảo an toàn. Bây giờ thì đang núp đấy này, tém bên địch mà lên lại phát là tím bên mình zone sát thương được ấy. Tém bên mình khả năng zone sát thương cũng tốt rồi, vía rác zone luôn được. Rồi phát này chơi luôn đấy, kết liệu đối phương mang chiêu cuối này. Nhưng mà Crazy tém địch chơi nó chứ là hay nhá, mấy phá Crazy tém địch combo toàn chuẩn gầy anh em ạ. Cắn đây rồi, xa thủ tém địch này thì xa thủ, này thì xa thủ, này thì xa thủ. Ui, nó mất giáp hồ mình thì mất liêm. Nhưng mà tỉnh dậy thì anh em thấy thì Erin của tém địch thì bị Zuka tém mình bắt anh em ạ. Vậy là thành công rồi, còn mình thì vẫn đáng còn đó là cây liêm nữa. Nhờ đó là cây liêm này mình mới sống sót được, bây giờ thì mình bán liêm à. Lên đó là cái cúng ta má. Máy quá anh em ạ, những món đồ bảo hộ thì giúp gọi là sống sót phá đó. Bây giờ thì ta thân xế giá đó là xuất hiện rồi. Tầm này thì có hai mục tiêu, một là ta thân xế giá, hai là tổng tấn công và kết thúc trận đấu.
Nhưng mình nghĩ thì anh ta thân xế giá là phương án hợp lý hơn. Aeron của tên bên mình thì đang đẩy trù nhưng mà không có lính nên là không thành công. Bây giờ thì sẽ ăn luôn con ta thân xế giá này nhá. Con ta thân xế giá này thì combat sẽ cực kỳ là khỏe luôn. Cũng đó là 21 phút trôi qua rồi, khá là căng keo. Với bảng ngọc thì mình khuyến khích anh em sử dụng bảng ngọc dành cho Violet như sau. Ngọc đỏ anh em lên cho mình tỷ lệ chỉ mang và sở thương chỉ mang. Ngọc tím thì anh em lên cho mình 6 viên tốc đánh tốc chạy và 4 viên hút máu để hồi phục máu tốt hơn nhá. Trận đấu này thì mình không lên ngọc hút máu ấy nên là sẽ hút máu hạn chế và cuối cùng thì không vật lý và xuyên giáp thôi. Đây anh em thấy đi bắn A thú này. Không cho A thú lui về nữa này. Chưa nhá, chưa cái tôi bắt mình nha bạn ơi. Ok, tình huống này thì mình đang còn tốc biến này, Zuka khép góc này, mình lao lên tốc biến này. Ván được mang xa thủ team Mendic rồi. Thể lính thì đáng tràn vào trụ nhà chính của team Mendic. Bây giờ thì lấy luôn cái trụ, ôi team Mendic không đẹp trụ à. Mất cái giáp hồ mình, lính cũng ta má, uầy nhưng mà thật cũng đẹp quá uầy. Team Mendic không lo đẹp trụ đi lấy ra bắt mình chơi. Win luôn kia, uầy con tí máu. Rồi, và chắc có lẽ là trận đấu đó nó sẽ kết thúc ở đây thôi. Mấy ông này mãi mới bắt mình quá. Và quên mất đó là trù rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thành công.